Điện ảnh Thiên Mã. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất điện ảnh Đông Phương. Đơn xin nghỉ việc. Anh là người nước nào? Hồng Kông. Làm nghề gì? Tôi là cảnh sát. Thật sao? Vậy anh có mang theo súng không? Tôi nghĩ là không cần thiết. Nghe nói ai cũng có thể sở hữu một khẩu súng. Chính vì thế anh cũng nên có một khẩu súng. Cẩn thận nhé anh cảnh sát. Cảm ơn. Người tiếp theo. Bố ơi. Billy. Lâu lắm không gặp con trai của bố. Sao con lại nặng thế này? Bố, trâu của bố đâu rồi? Mẹ không thích, Billy cũng không thích. Vậy nên chúng đều biến mất rồi. Anh Lâm. Anh là... Tôi là chồng của chị vợ anh. Hoặc là chồng của chị cậu. Hoặc là... Là anh rể. Phải rồi, đúng thế. Gọi tôi là anh Diệp được rồi. Gọi tôi là anh Diệp lớn nhé. Lâm Sơ. Đừng gọi tôi là Sơ. Gọi tôi là anh Chính được rồi. Còn Kitty đâu? Cô ấy không muốn gặp anh. Không, không phải như vậy. Anh biết đấy. Sư phụ luôn muốn tắm rửa trước khi ra ngoài. Ok, hiểu rồi. Hiểu là tốt rồi. Sao hành lý của anh đơn giản vậy? Đều là vàng sao? Đừng gọi Sơ nữa. Ok. Dân Sơ. Đưa nó cho tôi. Không vấn đề, Sơ. Không vấn đề, Sơ. Billy, con có nhớ bố không? Alo, tôi đây. Anh đang ở đâu? Tôi đang bận. Tôi và Đại Phi có chút việc, nhưng tối nay gặp nhau ở chỗ cũ. Được rồi, tôi hiểu rồi.
Giỏi quá, ăn hết đồ ăn rồi. Gọi cô đi con. Cháu có vui không? Cháu giỏi lắm. Có biết ăn đào không nào? Được rồi, anh Chính về rồi đấy. Dạ. Nói rõ với cô trước, ở nhà chị không được cãi nhau. Chị nói với anh ta đi. Mẹ ơi con về rồi đây. Để tôi. Những việc nặng này để tôi làm được rồi. Một ngày không gặp ngỡ như ba thu. Anh chị đã lâu như vậy không gặp nhau sao? Tính ra không biết bao nhiêu mùa thu rồi. Tôi có chuyện cần nói. Không, là vợ của tôi muốn tôi nói với anh. Chết tiệt, tôi quên mất phải nói gì rồi. Khi nào anh nhớ ra thì hãy nói với tôi. Được rồi, cảm ơn anh. Vợ à. Chào chị khỏe không? Khỏe chứ. Tốt quá. Tony phải không? Đúng rồi. Chào chú, vào nhà đi. Được rồi. Sao rồi, đi đường vất vả không? Không, đều tốt cả. Kitty lên lầu thay đồ rồi. Tối qua cô ấy biết anh sẽ tới. Vui tới mức cả đêm mất ngủ. Tối qua tôi cũng không ngủ được. Tôi cũng vậy, tối qua không ngủ được. Bị cô gái nhỏ này quỵ quá. Cả đêm không ngủ được. Chào chú đi con, con gái ngoan, đáng yêu quá. Anh có ngủ không? Đừng chơi với con nữa. Đem hành lý vào trước đã. Chỉ có một cái vali thôi sao? Chúng ta cùng nấu cơm nhé. Anh Chính, anh muốn uống gì? Trà, cảm ơn anh. Vừa nãy ở sân bay, Billy nói với tôi rằng em gầy rồi. Tôi thấy không hẳn vậy. Sắc mặt em không tệ. Chỉ có một chiếc vali có thể mang hết đồ của anh từ Hồng Kông qua đây sao? Được chứ. Tôi chỉ mặc đi mặc lại hai bộ quần áo thôi. Em biết mà. Anh nộp đơn nghỉ việc chưa? Nộp rồi. Cái lão già đó, anh vừa mới nói muốn di cư, ông ta thậm chí không thèm giữ anh. Phí công anh bình thường bán mạng làm việc. Lừa em sao? Anh lừa em lúc nào? Em vừa nói đi là lập tức dẫn con trai đi luôn. 3 năm rồi. Em nói anh đừng làm nghề cảnh sát. Anh đợi em 3 năm, anh cũng không còn làm cảnh sát nữa rồi. Em còn muốn gì nữa? Em xách vali rồi nói di cư. Em định làm gì? Tôi là đàn ông đấy nhé. Anh luôn tự cho mình là đúng. Tôi sai. Ngoài việc cầm súng ra, tôi có thể làm gì? Tôi đến đây để rửa chén sao? Tôi có hay không? Hãy vì em và con mà suy nghĩ một chút. Anh nói thử xem. Anh từng vì em mà nghĩ chưa? Không cần biết anh đi hay không. Cuối tuần sau, em và con sẽ đi Toronto. Tôi mới nhớ ra vợ tôi bảo tôi nói gì với anh rồi. Nói gì? Cô ấy bảo đừng cãi nhau với vợ. Quá muộn rồi. Anh định làm gì đồ khốn? Đồ khốn. Chết tiệt. Đợi đã. Chết tiệt. Đợi đã. Mời anh dùng tôm hùm. Lobster, enjoy it. Cạn ly.
Đại bàng nhỏ gọi đại bàng lớn, đại bàng lớn ở trước mặt anh. Hai con bồ câu trắng cuối cùng cũng gặp nhau, tốt lắm. Vẫn còn con chim bồ câu thứ ba sẽ bay tới. Anh ta là ai? Nhớ kỹ phải chụp được hình của anh ta đấy. Nhanh lên, nhất định phải chụp được hình của anh ta. Họ gọi anh ta là Boss. Anh ta rất ít khi xuất hiện. Trước giờ luôn ở bang Florida. Khi tôi còn làm việc ở đội phòng chống ma túy, tôi từng gặp anh ta một lần. Anh ta vô cùng thần bí, nhưng tôi không ngờ anh ta với họ là cùng một bọn. Đừng lo lắng, càng tốt. Dù sao thì chúng ta sẽ bắt ba tên cùng lúc, hiểu không? Ba con bồ câu sẽ cùng hạ cánh, rất khó để bắt bọn chúng cùng lúc. Không sao, chúng ta có một cái lưới rất lớn. Nghe chút nhạc đi nào. Mẹ kiếp, chuyện này là thế nào? Máy gây trộm không hoạt động. Tự sắp xếp của anh có vấn đề rồi. Sếp, chuyện gì? Cơm của anh. Có ba anh đằng kia bảo tôi nói với các anh giao cái này cho các anh cơm miễn phí. Anh có tin vào cái bữa hỗn độn này không? Trò chơi gì đây, mẹ kiếp. Đáng chết. Anh dậy rồi hả? Anh là cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng đến đây nghỉ dưỡng. Tình yêu à, là thứ vĩ đại. Anh đang xây nhà sao? Phí lời, không lẽ xây kim tự tháp sao? Tôi đang làm một nhà kính, trồng hoa chăm rau là kiểu cuộc sống. Tay trái cầm cái giá lớn, xào dày món ăn, tay phải cầm cái búa, đóng chỗ này, đóng chỗ kia. Cuộc sống di cư giống là một giấc mơ. Tên tiểu tử này, cả nhà đi đâu rồi, ra ngoài rồi sao? Vợ và con gái tôi đến bệnh viện khám rồi. Tôi sợ nhất mùi bệnh viện. Con trai anh đi học rồi, còn vợ anh ở đằng sau anh kìa. Chào buổi sáng. Em ra ngoài mua đồ nha, anh rể. Ừ, đi đi em. Mua hết đồ đắt nhất ở siêu thị mang về nhé. Tôi cũng đi mua đồ đây. Ừ, đi đi. Giúp tôi mua hết đồ đắt nhất của siêu thị về nha. Đúng là trời sinh một cặp. Đợi đã. Tôi chỉ đi mua đồ thôi mà, không phải dẫn anh đi chơi đâu. Cho tôi quá gian một chút chắc được chứ. Tùy anh. Những của em đâu? Làm mất rồi. Làm sao mất được? Tôi làm sao biết? Người còn có thể biến mất, huống chi là một chiếc nhẫn. Anh ơi, sao vậy em? Anh thấy thế nào? Nhìn này, cái này quá đẹp. Nào, còn cả những đôi qua tay này nữa. Anh thích không? Xin lỗi anh. Ở đây không được phép hút thuốc. I'm sorry, sir. There's no smoking here. Phiền cho tôi một cái gạt tàn nhé. Anh cứ hút thuốc tự nhiên vào. Cảm ơn.
đèn đỏ kìa. Anh không hề ích kỷ. Đúng là anh không có thời gian ở bên em và con. Là có chút không đúng, có điều, có chút. Còn dám nói có chút không đúng. Lúc Billy chào đời anh ở đâu? Mấy năm nay, sinh nhật em, ngày kỷ niệm kết hôn, có lần nào anh dành thời gian cho mẹ con em? Còn nói có chút không đúng. Thôi bỏ đi, sau này anh sẽ thay đổi, như vậy được chưa? Thay đổi? Làm quốc chính, anh không thay đổi được đâu. Anh là một cảnh sát rất tốt, nhưng không phải là một người chồng, người cha tốt. Đưa tôi ít tiền đi, cút. Dương Tử, Ngày Lâm, lâu rồi không gặp. Ôi trời ạ. Ôi trời ơi, báo cảnh sát đi. Anh Chính, máu đang chảy kìa, không sao. Anh Chính, làm sao đây? Đi nào, đi thôi. Mau đến chỗ này, để làm gì? Nhanh đến đó, nhanh lên. Đừng đóng chỗ này, để làm gì? Nào chui vào trong nhanh lên. Còn anh, nếu anh không gọi không được ra. Nào. Tao ở đây. Thật không ngờ có thể gặp lại anh ở đây. Xem như anh bất hạnh rồi. Hôm nay là ngày xui xẻo của anh. Anh Chính, đồ khốn kiếp này, hôm nay là ngày may mắn của anh đấy. Nếu như ở Hồng Kông, chạy nhanh. Rốt cuộc bọn chúng là ai vậy? Bọn chúng chính là những kẻ xấu xa khiến tôi không thể làm một người. Tôi mới nhìn thấy Lâm Quốc Chính. Lâm Quốc Chính, đứng yên, cảnh sát. Lâm Quốc Chính, tôi nhất định khiến anh nợ máu trả máu. Donald Iron đang chờ anh. Được rồi. Tôi là Donald Iron. Tôi là đặc công Tom Trainer. Mời ngồi, cảm ơn. Dương Tử đã nổ súng ở trung tâm thương mại vài giờ trước. Anh nghĩ sao? May mắn là không phải anh ta nổ súng ở Nhà Trắng. Anh biết đấy, hắn là một gã điên. Xin lỗi. Có lẽ anh ta muốn mua một tô hoành thánh, nhưng lại quên mang bớp. Người Trung Quốc các anh thích dùng bạo lực nhất. Chúng tôi bắt được một tên tay chân của anh ta. Người Việt Nam, không có chứng minh thư, lên thuyền chưa lâu. Hắn ta luôn theo dõi Dương Tử. Hắn chẳng qua chỉ là tên nhãi nhép. Đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Nhân vật chính là kẻ khác. Anh ta chẳng qua là một tên nhãi. Nhân vật chính là một vị khách du lịch. Đây là video ghi lại chi tiết. Các nhân chứng nói Dương Tử muốn giết người này. Gã này là ai?
Ở trên đường chúng tôi phát hiện ra anh ta có khả năng liên quan đến vụ này. Cảnh sát, đừng sợ, không sao đâu. Bình tĩnh, khoan đã. Thật là to gan. Ngay cả thanh tra của Hồng Kông chúng ta, hắn cũng dám bắn. Anh Chính, tôi đi kiếm một khẩu súng cho anh, để anh trở thành thanh tra truy quét tội ác thành phố. Anh rể, có băng gạc không? Chắc chắn có. Tôi quên mất là để ở đâu rồi. À nhớ rồi, ở dưới hầm. Bố có đau không? Bố là siêu nhân, không thấy đau đâu. Cái này chỉ như vết xước nhỏ thôi, con biết chưa? Billy đừng ồn ào, để bố con nghỉ ngơi nhé. Sau này khi con lớn. Chính à, sao anh không báo cảnh sát? Chuyện nhỏ thôi mà, không cần lãng phí nguồn lực phía cảnh sát. Anh đã đánh và dạy cho hắn một bài học rồi. Hắn ta khóc nức nở và hứa sẽ thay đổi. Chúng ta cũng nên cho người khác cơ hội mà, phải không? Bà xã, phải không nào? Chị à, em nghĩ kỹ rồi. Em không muốn ở lại đây làm phiền anh chị nữa. Em muốn quay về Canada. Được rồi, ở đó có lẽ em sẽ vui hơn. Em định lúc nào sẽ đi? Tối nay. Tối nay sao? Dạ. Sếp, anh tới rồi sao? Đại Phi đang ở trong kia đợi anh. Tối nay đại ca sẽ tới. Tôi cần các anh chuẩn bị. Được rồi, được thôi. Tôi sẽ giết quách tên cảnh sát đó đi, làm một món quà tặng cho đại ca. Đồ khốn, đừng có kích động như vậy được chứ. Đợi đại ca tới rồi tính, ok. Gì chứ, còn đợi gì nữa? Tên khốn đó đã khiến chúng ta thê thảm, vậy nên chúng ta mới bỏ trốn đến đây. Tôi có thể không giết hắn ta sao? Tôi không biết tại sao hắn lại tới New York. Rất có thể có liên quan đến FBI. Liên quan cái đầu anh. New York là địa bàn của chúng ta. Hắn đến đây là tìm cái chết. Chết chắc. Alo. Dừng. Có chuyện gì? Lâm Quốc Chính. Tìm thấy hắn rồi. Tin tốt. Lâm Quốc Chính sao? Tôi đã kiểm tra ở cục cảnh sát New York. Tên cảnh sát Trung Quốc đó không làm gì cho họ. Vậy hắn là ai? Không liên quan đến chúng ta. Vì lãng phí thời gian đi điều tra hắn làm gì? Bọn chúng mới là mục tiêu của chúng ta. Bắt bọn chúng mới là công việc quan trọng nhất. Mày hiểu không? Chúng ta bố trí đội này để đi tìm bọn côn đồ Trung Quốc, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được. Mày biết tại sao không? Bây giờ tao nói cho mày biết. Nhìn đi. Chỉ có bọn Trung Quốc mới hiểu tại sao bọn Trung Quốc phạm tội, mày hiểu không? Tao là người Trung Quốc, mày biết mà. Nhiều lời. Mày ăn nhiều hamburger kẹp thịt quá rồi hả? Có nhìn thấy Dương Tử không? Hắn muốn giải quyết tên này. Ngược lại tên này có thể giải quyết tên Dương Tử. Có thể, vào đi. Tìm thấy rồi. Trên bức tranh này đều là dấu vân tay. Hắn vừa tới New York tối qua. Hắn ta là cảnh sát ở Hồng Kông. Đây là địa chỉ anh ta khai báo di cư. Tốt, mau đi tìm hắn. Mày cũng đi cùng đi. Em không cần điện thoại sao? Bọn em tới đó ổn định rồi, sẽ liên hệ với anh chị. Nào anh Chính, chúng ta là đàn ông, đừng khóc thúc thích như đàn bà vậy chứ. Nào chúng ta đi thôi. Mẹ, con quên mất máy chơi game rồi. Em đi theo con, nhanh lên nhé. Được rồi. Lâm Quốc Chính, 36 tuổi. Anh ta là cảnh sát trưởng trẻ nhất Hồng Kông. Nhiều năm nay đạt được vô số giải thưởng. Anh ta tham gia nhiều nhất là các loại hoạt động chống xã hội đen. Trời đất ạ, chuyện gì vậy? Anh ta quá lợi hại rồi, không thể nào tin được. Anh ta nên làm gì cho chúng ta mới đúng. Làm người nên nhìn vào điểm tích cực. Tôi có chuyện cần nói.
Lại là có chuyện gì muốn nhắc nhở tôi sao? Không phải, là tôi có vài ý tốt muốn nhắc cậu. Là như vậy, đạo nghĩa vợ chồng chỉ có 10 chữ: nhẫn. Đến khi nhẫn không nổi, tự bóp cổ mình, bóp tới mức không thở được nữa. Đến lúc gần tắt thở rồi, còn có sức cãi nhau không? Hiểu không? Hiểu rồi, hiểu không? Được rồi. Được rồi. Đừng, đi tiểu trước đã, đường xa lắm đấy. Anh Chính, vào trong đi, nhanh lên. Anh Chính, nằm xuống. Anh tự cẩn thận đi. Tên khốn đó rất gian xảo. Trừ khi hắn biết bay, hắn chết chắc rồi. Đi thôi. Anh đi đâu? Anh sẽ đánh lạc hướng chúng. Nếu không tất cả sẽ chết chung. Cẩn thận nhé. Súng săn của anh đâu rồi? Được rồi, tôi lấy cho. Ông xã, đấy không phải trò chơi đâu. Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em. Đi nào. Tìm thấy chưa? Chưa, vẫn đang tìm. Thấy rồi. Được lắm. Súng đâu? Đúng thế, tôi nói tôi tìm thấy chìa khóa. Tôi khóa rồi, đang ở trên. Đi lấy nó, nhanh lên. Đi thôi. Đi thôi. Cái súng đó không ở đây. Bên ngoài không có người. Đi thôi, đi ra. Có khẩu Sử Thế Long. Mấy tên khốn này muốn tự tìm chỗ chết. Mẹ kiếp, anh ta có súng. Vậy bắt hắn từ phía bên kia. Xin lỗi, đây là súng giả. Còn những cái này đều là giả. Có súng thật không? Mỗi người một khẩu đi. Tôi lấy trước. Được rồi. Lên xe đi. Không sao chứ? Thành công rồi. Thành công rồi. Ông xã giỏi quá.
Anh Diệp xin lỗi, khiến cả nhà của anh thành ra thế này. Đừng lo, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường. Sao cơ? Như thế này họ cũng sẽ bồi thường sao? Anh không biết sao? Anh ấy làm bảo hiểm đó. Tôi không nói với anh sao? Đừng bận tâm, chạy nhanh đi. Cẩn thận đó. Cẩn thận đó. Xe đó của tôi. Trả lại xe cho tôi. Trả lại xe cho tôi. Nào đi thôi. Bọn họ đang chờ gì? Đi thôi. Cẩn thận đó. Anh khỏe không? Anh đến trễ rồi, xin lỗi. Nhìn anh có vẻ mệt. Đúng vậy, tất cả là vì lũ xã hội đen Trung Quốc khó nhằn. Bọn họ có phương pháp làm việc riêng, bọn họ có quy tắc riêng. Họ nấu ăn cũng rất ngon, anh biết không? Và nấu ăn rất ngon đấy. Anh cần bao lâu để dẹp xong bọn chúng? Tôi không ngại nói sự thật với anh. Tôi không biết. Cái gì? Anh còn muốn lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực nữa? Đừng căng thẳng, cho tôi thêm một tháng đi. Một tháng? Chỉ một tháng thôi đấy. Cảm ơn. Anh có từng nghe qua binh pháp tôn tử chưa? Có. Đó, người Trung Quốc tin vào câu nói lấy địch để đánh địch. Tôi nghĩ anh nên xem một chút. Tôi sẽ xem. Xin lỗi, chúng ta có manh mối mới. Nào đi thôi. Thật đủ phiền phức. Đại ca, chào mừng anh đến New York. Tôi không được chào đón ở đây sao? Chỉ có ba người các cậu. Tiền đã chuẩn bị xong. Cùng ăn cơm rồi nói chuyện. Gọi Dương Tử và Đại Phi cùng tới nhé. Đại Phi mới bị bắt rồi. Vẫn còn một người nữa. Chắc chắn anh muốn gặp anh ta. Lâm Quốc Chính. Lâm Quốc Chính. Anh ta đã đến New York và đang làm việc cho FBI. Muộn nhất thì khi nào chúng ta sẽ rời khỏi New York? Được rồi, vẫn còn sớm. Đêm thì dài như vậy,
Chúng ta có thể đi vòng quanh cả New York và tìm anh ta. Nào ra ngoài đi. Anh sao rồi? Tôi là cảnh sát FBI Tom Trainer. Peter San, FBI. Mời ngồi. Vợ và con trai tôi đâu? Đừng lo lắng. Con trai anh bị thương nhẹ, nhưng thằng bé không sao. Họ đang ở bệnh viện gần đây. Vợ anh đang chăm sóc thằng bé. Họ đều rất an toàn. Có người bảo vệ họ rất nghiêm ngặt. Anh yên tâm. Phụ thuộc vào cuộc nói chuyện của chúng ta bao lâu, anh sẽ rất nhanh được gặp họ thôi. Chúng tôi lấy được tài liệu cá nhân của anh từ Hồng Kông. Chỉ trong 3 năm đã triệt phá được 14 tổ chức tội phạm khổng lồ. Bọn chúng muốn giết cả nhà anh. Anh nói bọn chúng là bạn anh. Suốt nửa năm nay, chúng tôi luôn điều tra về bọn chúng, băng đảng Hồng Kông. Chúng tôi đã tìm được chứng cứ về việc bọn chúng buôn bán vũ khí và ma túy. Đầu não của tổ chức nằm ở đây. Vậy thì bắt chúng đi, đừng nhiều lời. Bọn chúng chỉ là lũ tay chân thôi. Chúng tôi tin rằng đằng sau còn có kẻ khác. Đợi đã, đừng nổi nóng. Trời ạ, anh nhìn đây. Bọn họ chỉ là những con tốt mà thôi. Tôi tin là vẫn còn những băng nhóm khác ở Đông Nam Á điều khiển bọn chúng từ xa. Vậy nên phải tìm cho ra. Những điều này thì liên quan gì đến tôi? Để tôi nói anh nghe. Tuần trước, Boss bay đến Bangkok gặp người này. Một người chúng tôi chưa bao giờ gặp. Chúng tôi vẫn luôn do thám. Anh biết không, thú vị lắm. Bọn họ từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ trao đổi một cái vali đặc vụ của chúng tôi, đem tất cả hình chụp được cho chúng tôi xem. Vì vậy chúng tôi nắm được tình hình. Nhìn đi. Anh qua. Tôi biết anh ta. Anh ta tên Dyson. Anh ta không phải mục tiêu của các anh đâu. 8 năm trước, bố anh ta đã giết cộng sự của tôi. Ông ta không phải cha ruột của anh ta. Ông ta nhận nuôi Dyson. Hai người nương tựa vào nhau. Ông ta kiểm soát một băng đảng trong 10 năm. Ở Hồng Kông mọi người đều gọi ông ta là đại ca. Tôi cố gắng hết sức để trả thù cho cộng sự của tôi, nhưng tướng quân và Dyson từ đó đều mất dấu rồi. Tôi nghĩ rằng bọn họ đã chết, hoặc là Dyson đã trở thành thủ lĩnh kế nhiệm. Hắn ta bị câm, là đầy tớ trung thành của cha hắn ta. Nếu như hắn gặp Boss ở Bangkok, vậy thì có lẽ tướng quân cũng không ở xa. Ông ta chính là người mà các anh muốn. Anh biết hắn ta. Nếu như vậy anh có thể giúp chúng tôi bắt hắn rồi. Tôi từ trước rồi. Không, anh vẫn chưa. Sếp anh đã đồng ý cho chúng tôi mượn anh. Dùng trong 2 tuần đó. Anh bảo tự anh ta đến mà giúp các anh. Tôi đang chuẩn bị di cư đến Canada. Sau khi tôi và gia đình ổn định, tôi sẽ lập tức trở về Hồng Kông xin từ chức. Anh là người hiểu rõ nhất về mọi thứ băng đảng này. Anh nhất định có thể giúp chúng tôi bắt được tên đại ca. Không, tôi không thể lại để gia đình mình rơi vào nguy hiểm. Họ không phải là cảnh sát. Chỉ có tôi là cảnh sát. Hơn nữa tôi sẽ sớm từ chức. Nào, tôi muốn anh bình tĩnh lại. Rồi chúng ta nói tiếp. Nghe tôi nói. Chúng tôi sẽ không hại anh. Chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho vợ anh, để anh nói chuyện với cô ấy. Tôi nói anh nghe. Anh hãy suy nghĩ kỹ. Sáng mai cho chúng tôi quyết định của anh. Đây là một chút tấm lòng, là chút hoa hồng của đại ca cho mọi người. Từ hôm nay, chúng ta cùng nhau phát tài. Các vị huynh đệ, chúng ta lấy trà thay rượu kính tướng quân một ly. Cảm ơn lãnh đạo, chúng tôi cùng phát tài, cùng nhau phát tài.
Cạn ly. Đại ca, cảnh sát và FBI đều đang theo dõi chúng ta, thật sao? Dạ. 8 năm trước, khi tôi lần đầu đặt chân đến Chinatown, chú cũ đã dạy tôi, nói nếu chúng ta hiểu cách dùng bộ não mình, thì núi cao cũng biến thành vàng. Ông ấy nói không sai. Lũ mafia ở đây cũng phải kính nể chúng ta ba phần. Những tên da đen càng không nên nhắc đến. Tại sao chúng ta có thể hoàn thành như vậy? Bởi vì chúng ta biết cách dùng não làm việc. Còn não bọn chúng chỉ toàn là rác. Đúng. Người nước ngoài cũng không có gì đáng sợ. Như câu nói, bọn họ có chủ trương, chúng ta có phương pháp đối phó, đúng không? Nói rất đúng. Tối nay tôi sẽ dạy cho chúng một kèo đẹp. Ngày mai, bọn mày mua báo đọc sẽ biết ngay. Còn nữa, nhất định phải giữ lại một tờ sau này cho con cháu của tụi mày xem, để chúng biết người Trung Quốc ngày hôm nay uy phong cỡ nào. Tuyệt vời. Đại ca, anh làm như vậy không sợ hậu quả gì sao sao? Anh có cao kiến gì không? Đừng quậy phá bọn chúng. Đầu tàu sợ ma, đuôi tàu sợ cướp. Làm sao có thể làm được chuyện lớn? Đừng quên mua báo đấy. Nhất định mua. Vợ anh ở đường dây số 2. Cảm ơn. Bà xã, Billy sao rồi? Thằng bé không sao, thằng bé ổn. Chỉ bị thương nhẹ ở đầu. Bác sĩ nói ở lại viện theo dõi 1-2 ngày là ổn thôi. Anh đừng lo lắng. Chúng ta đang được FBI bảo vệ, yên tâm nhé. Đúng rồi, anh sao rồi? Em có sao không? Không sao. Em không sao cả. Vậy thì anh yên tâm rồi. Đúng rồi, anh Diệp và chị dâu, họ đều không sao chứ. Họ chuyển đến nhà bạn ở tạm rồi. Tình hình thế nào rồi? Anh ta đang nói chuyện với vợ. Liệu anh ta có nghe theo vợ anh ta không? Đàn ông Trung Quốc, 10 người thì đến 9 người không nghe lời vợ rồi. Hy vọng anh ta là người thứ 10. Khi nào họ thả anh? FBI muốn anh giúp họ bắt mấy con chó điên đó. Anh sẽ không đồng ý đâu. Mấy tên đầu sỏ của đám chó điên đó chính là tên tội phạm 8 năm trước đã giết cộng sự của anh đang bị truy nã. Anh đã tìm chúng 8 năm, không ngờ bọn chúng lại đến Mỹ. Nếu như anh thực sự muốn thì hãy làm đi. Không cần lo lắng cho em và con. Mấy ngày này, mấy ngày gần đây đã xảy ra nhiều chuyện. Cuối cùng em đã hiểu ra. Thay vì cố gắng thay đổi anh, không bằng quay ngược lại ủng hộ anh. Em thà hối hận vì lấy một người chồng không bằng sinh mạng của bản thân, còn hơn là để anh hối hận vì có một người vợ không hiểu chuyện. Đúng không? Trước giờ anh chưa bao giờ hối hận. Càng ngày anh càng hiểu rõ. Anh có thể mất cái mạng này, nhưng không thể mất em và con. Sau khi chúng ta đến Canada, anh nhất định sẽ cố gắng làm một người chồng, một người cha tốt. Anh sẽ trở về Hồng Kông từ chức. Bây giờ anh sẽ đi trả lời bọn họ. Anh sẽ không giúp bọn chúng bắt mấy tên chó điên kia đâu. Vẫn chưa có tin tức gì cả. Mẹ kiếp. Đúng. Chúng tôi đang trên đường. Nghe này, tôi muốn biết Đại Phi và Lâm Quốc Chính đang ở đâu. Đại Phi đang bị nhốt trong nhà lao. Lâm Quốc Chính đang trên phòng tạm giam lầu 2. Có hai người của FBI đang canh chừng anh ta. Vợ và con trai anh ta đang ở trong bệnh viện. Tao nên sớm dự liệu được mày sẽ bắn đứng bọn tao. Mày là tên khốn. Tôi xin lỗi. Đừng phí lời.
Tôi nói với anh rồi, không phải tất cả người Trung Quốc đều xấu. Mẹ à, Billy, con muốn uống nước. Được rồi, để mẹ lấy nước cho con. Anh làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Tìm được tên khốn đó chưa? Điều đi trốn đi, đừng căng thẳng. Bên ngoài có chuyện gì vậy hả? Alo, đừng đừng, buông tôi ra. Bà xã, bà xã. Anh ta đang ở cùng tôi. Làm tốt lắm. Kiểm tra tất cả lối ra, đừng để anh ta thoát. Đã kiểm tra tòa B lầu 2, đi thôi. Tướng quân, tên khốn đó ở lầu 1. Lầu 1.
Được lắm, để tôi bắt hắn. Tôi phải tự tay giết hắn. Peter, tôi không làm được. Gì vậy? Anh không hiểu kế tắc kè qua. Anh có phải người Trung Quốc không? Học theo tôi. Đại ca, đại ca, rất nhiều xe cảnh sát đang đi đến chỗ chúng ta. Chúng ta sẽ tính sổ với Lâm Quốc Chính sau. Được rồi, chúng ta tạm rút trước, đi thôi. Nghe đi, giờ chúng ta sẽ rút lui. Cái gì? Đây là mệnh lệnh của đại ca, đi thôi. Chúng tôi ở đây. Anh thực sự là siêu cảnh sát. Anh biến thành báo thanh thiên rồi. Anh không sao chứ? Không sao. Mặc dù cảnh sát New York đã rất tận lực để trấn áp các phần tử xã hội đen, nhưng diễn biến tối nay trở thành cuộc đối đầu đầy bạo lực giữa cảnh sát và băng đảng. Một nhóm phần tử xã hội đen để cứu những tên đồng đảng bị bắt đã dẫn người đột kích ở sở cảnh sát. Trong trận chiến với các băng đảng máu lạnh đầy, rất nhiều cảnh sát và thành viên gián điệp liên bang đều bị thương nặng. Có phải người này không? Đúng là cô ấy. Có xem tin tức không? Có. Thật tệ hại. Cảm ơn. Xem thử kênh khác xem có phát sóng vụ bạo lực tối qua không. 30 cảnh sát và 4 người của FBI bị giết. Người phát ngôn của phía cảnh sát cho biết hành động lần này của cảnh sát được lên kế hoạch bởi một băng đảng xã hội đen Trung Quốc. Anh đang đùa gì vậy? Đây là cái gì? Tôi không tin chúng ta đóng thuế cho họ. Không muốn hai chân của anh bị lung lay. Đang xem TV. Có tin tức gì của vợ tôi không? Có đấy. Chúng tôi nhận được tình báo Dương Tử Boss Đại Phi đợi người vài giờ trước từ New York đi Puerto Rico. Đi cùng còn có hai người phụ nữ Trung Quốc. Cảm tạ trời đất cô ấy chưa chết. Nào, bây giờ anh tính làm sao? Đi cứu vợ tôi. Tôi thực sự cảm ơn tối qua các anh đã bảo vệ gia đình tôi. Chúng tôi sẽ đi Puerto Rico ngay. Tôi nghĩ anh rất muốn cứu vợ mình. Tại sao không nghe lời tôi? Chúng ta có thể cùng hợp tác. Anh biết đấy, chúng tôi nắm giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến tướng quân. Anh ta là kẻ đứng sau chủ mưu tất cả. Tôi còn biết vài thứ khác nữa. Hắn ta đã giết cộng sự của anh. Chỉ cần anh đảm bảo con trai tôi được an toàn. Nếu anh ta có sai sót gì, tôi sẽ giết cả hai. Đừng bốc đồng.
Đào thả lỏng một chút, bắt tay, không vấn đề gì. Nào, không có vấn đề gì, thả lỏng chút đi. Puerto Rico. Dương Tử, Đại Phi và Boss, tất cả đều làm việc cho đại ca. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ làm việc cùng nhau. Nếu như họ xuất hiện cùng nhau, sẽ nhất định là một vụ mua bán lớn. Tôi có thể in được tiền thật. Điều đó là không thể, đại ca. Trên thế giới này, không có gì là không thể. Có một lần tôi tới Đông Âu, tôi gặp một người đàn ông ở quán rượu. Anh ta là một chuyên gia máy tính KGB. Anh ta đưa cho tôi tờ tiền này. Đây là tiền thật. Đây là giả. Chất lượng in tốt, nhưng tờ này là giả. Tính khí của Dương Tử rất bạo lực. Đại Phi háo sắc. Boss, hắn rất tinh ranh. Bình thường hắn ta phụ trách sắp xếp mua bán. Vậy nên theo dõi anh ta là tốt nhất. Alex là người liên lạc của tôi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không kinh doanh tiền giả nữa, mà sẽ in tiền thật để khống chế thị trường. Chúng ta phải thống trị nền kinh tế thế giới. Nếu anh có thể in tiền, anh còn đến chỗ chúng tôi làm gì? Alex, bởi vì mỗi đồng tiền của mỗi nước sử dụng loại giấy khác nhau. Các anh phụ trách nhà cung ứng giấy. Chúng tôi cung cấp kỹ thuật in. Chúng ta đánh giá toàn bộ lợi nhuận, cùng nhau phát tài. Tôi cần bàn thêm với đối tác một chút. Tôi cũng phải hợp bàn thêm. Tôi nghĩ đây là ý tưởng tuyệt vời. Tôi thích nó. Khi anh có thể cung cấp phần mềm trong vòng 3 ngày. Nói tôi nghe, làm sao chúng ta có thể đưa tướng quân đối mặt với pháp luật? Đại ca không tin tưởng bất cứ ai. Vậy nên, chúng ta cần có một kế hoạch hoàn chỉnh. Nếu như chúng ta hành sự cẩn trọng, chúng ta có thể bắt được anh ta. Nếu chúng ta làm sai dù chỉ một chút, chúng ta sẽ thất bại. Anh dự đoán đại ca và bọn chúng sẽ có phi vụ gì? Ma túy. Anh ta là vua ma túy nổi tiếng nhất Sicily. Tôi nghĩ đó là vũ khí, tình báo CIA nói. Người này có một kho vũ khí ở Israel. Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Anh có ý kiến gì không? Không có. Tôi chỉ muốn biết thời gian và địa điểm giao dịch. Chỉ có vậy. Anh ta nói đúng. Anh ta nói đúng đấy. Tôi rất ghét kẻ khác hút thuốc. Tôi càng ghét mấy người ngủ gật.
Tôi đã làm việc cho FBI 7 năm. Tôi không cần anh dạy tôi phải làm việc như thế nào. Không phải tôi muốn dạy anh cách làm việc. Có điều làm cảnh sát, tôi đã làm 14 năm rồi. FBI, chúng tôi có cách làm việc riêng của FBI, bao gồm cả ngủ. Đừng như vậy mà. Dương Tử và Đại Phi đến rồi. Nhìn bọn nó đi, vô tư như vậy. Không giống giao dịch lớn chút nào. Đại ca có gì sẽ nói với boss, mà boss sẽ giao việc xuống cho kẻ khác. Đây là quy tắc của bọn chúng. Đáng tiếc không có máy nghe trộm, không nghe được bọn chúng nói gì. Máy nghe trộm được cài rồi, nghe rất tốt. Đừng xem thường FBI chúng tôi. Tôi biết đại ca có cách làm việc riêng, nhưng nếu tôi là đại ca, tôi sẽ không làm như vậy. Tại sao? Anh không hiểu được đâu. Căn bản không hợp lý. Mấy người này không đáng để được nhiều lợi ích như vậy. Chúng ta không thể kiếm tiền một mình. Tướng quân làm vậy chắc chắn có nguyên nhân. Giao dịch ở đâu? Trong vòng 3 ngày, tướng quân sẽ thông báo địa điểm giao dịch. Hắn thật cẩn thận, đây chắc chắn là một phi vụ lớn. Tôi nghĩ chỗ đó có thể là ở. Chẳng lẽ lại trùng hợp gì? Đến chỗ quan trọng nhất lại không nghe được. Bây giờ nên theo dõi ai đây? Bây giờ nên theo dõi ai đây? Theo dõi boss. Hắn ta biết có người theo dõi hắn, vậy nên dẫn chúng ta đi một vòng. Gì chứ? Những tên này thật gian xảo, đang chơi chúng ta. Nếu sớm biết đã đi theo hai tên còn lại rồi. Nghe đây, vợ tôi đang ở trong tay bọn chúng. Tôi còn chưa lo lắng. Anh lo lắng cái gì chứ? Nếu muốn theo, anh nói người khác theo hắn đi. Đại ca. Boss nói anh ấy bị FBI theo dõi. Nói anh ta đưa chuyên gia máy tính tới đảo Virgin Island ngay. Billy ngoan nào, đừng khóc. Bố sẽ nhanh chóng đưa mẹ về gặp con nhé. Đừng khóc. Bố sẽ không nói dối con. Nhớ đánh răng trước khi lên giường ngủ, biết chưa nào? Hứa với bố. Ok. Hôn một cái nào. Tạm biệt. Anh đi đâu vậy? Anh trông chừng tôi sao? Tôi không ngủ được. Đi uống một ly không? Anh mời tôi sao? Được thôi. Ok, let's go, come on. Cái gì vậy? Trời ạ. Người anh em, hôm nay là sinh nhật anh. Tôi tặng quà cho anh.
Tôi tặng cho anh. Cái bật lửa hỏng này vẫn dùng xong. Bật lửa này là của cộng sự đã chết, anh qua tặng tôi. Anh ấy bị đại ca giết chết. Phiền cho tôi thêm một ly nữa. Được rồi. Vậy nên không nỡ bỏ đi. Anh là một người có tình nghĩa. Tôi và anh ấy giàu sinh ra tử như thể anh em. Cảm ơn. Cạn ly. Cạn ly. Tử lượng của anh không tệ. Vợ tôi còn lợi hại hơn. Vợ anh. Anh kết hôn rồi sao? Đúng vậy. Cô ấy đâu? Cô ấy mất rồi. 3 năm trước cô ấy say rượu lái xe bị tai nạn. Cô ấy lên thiên đường rồi. Vẫn thường nhớ cô ấy chứ. Công việc bận sẽ bớt nhớ hơn. Bình thường vẫn nhớ cô ấy. Sẽ bị thần kinh đấy. Chào em. Anh có thể mời em một ly không? Em muốn uống gì? Không phải ai cũng thích đàn ông Trung Quốc đâu. Người nước ngoài nghĩ tôi là người Trung Quốc. Người Trung Quốc xem tôi là ABC. Đến tôi cũng không biết bản thân mình là gì. Ở Mỹ, là người Trung Quốc và là người xấu cũng không khác nhau nhiều lắm. Tôi vẫn có nhớ ngày đầu tiên khi tôi thăng cấp lên vị trí này. Lúc đó có người nước ngoài sắp chết chỉ tay vào mặt tôi và nói: anh ta nói tôi không thích anh, người Trung Quốc. Anh ta còn nói tất cả người Trung Quốc chết rồi mới là người tốt. Đồ thần kinh. Được rồi. Tương tự chúng ta cũng phân biệt đối xử họ. Kẻ ngoại quốc chết tiệt đó là một con lợn da trắng. Đúng thế, lợn da trắng. Cười lên nào. Cười không nổi. Vợ anh sẽ không có chuyện gì đâu. Làm sao anh biết được? Trực giác. Trực giác của người Trung Quốc là số 1. Uống đi. Cạn ly. Anh muốn làm gì? Tại sao anh ta lại ở đây? Chúng ta có người theo dõi anh ta rồi. Người của chúng ta đâu? Có gì đó không đúng. Có chuyện gì? Đừng lên lầu 10. Nhấn số 8. Tại sao? Số 8 là số may mắn. Lập tức rời khỏi đây. Tôi cần 24 giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Mày chỉ cần làm theo lời tao dặn thôi. Đi đi. Nhanh lên. Đi. Cẩn thận. Đừng giết tôi. Cứu tôi với. Thank you.
Chuyện gì vậy? Tôi là cảnh sát, đưa tôi chìa khóa. Nhanh lên. Tôi không hiểu, tại sao anh lại ở đây? Vì tao là cảnh sát. Trời đất ạ, tôi không muốn giết anh ta. Đây là gì? Tôi không biết. Có điều nó rất quan trọng với đại ca. Đưa cho tôi, tôi phải cứu vợ tôi, không thể đưa cho anh. Tôi phải giao dịch với tên đại ca. Đứng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng. Tôi đến đây là để cứu vợ tôi. Tỉnh dậy đi, xe máy đến kìa. Đại Phi, nhất định phải báo cho tôi đầu tiên. Nếu mày tìm thấy tên khốn Lâm Quốc Chính, lần này tao nhất định giúp Boss xử lý nó. Khốn kiếp, tên khốn này chết chắc rồi. Có điều đại ca muốn tìm lại cái ổ đĩa trước đã. Mày đi trước đi, cứ vậy đi. Vợ tao đang ở đâu? Tao hỏi lại lần nữa. Đại ca đang ở đâu? Vợ tao đâu? Nếu không nói tao bắn dở sọ mày. Mày bắn dở sọ tao cũng vô dụng. Đại ca đang tìm mày. Anh Lâm, sao đến Mỹ mà không đến tìm tối uống trà chứ? Đừng nhiều lời. Ổ đĩa mày đang cần đang ở chỗ tao. Tao đến để cứu vợ tao. Vợ mày sao? Mày có muốn chơi trò ảo thuật không? Thú vị đấy. Một tiếng nữa gặp mày ở lâu đài cũ. Được thôi. Nào đi thôi. Hắn ta làm sao chạy thoát được? Nói tao biết. Tôi không biết. Nhưng tao biết. Là mày thả nó đi đúng không? Tôi bị thương. Súng của tôi lại không có đạn. Anh ta chỉ muốn cứu vợ thôi. Bọn Trung Quốc chúng mày là một lũ ngu ngốc. Đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao. Mày muốn gì? 30 phút trước Lâm Quốc Chính đã rời khỏi nhà Đại Phi. Trời ạ, mọi chuyện càng ngày càng tệ rồi. Tìm thấy nó, giết nó ngay đi. Gì cơ? Mày nói cái gì? Là mày hại chết Lâm Quốc Chính. Câm miệng. Tao sẽ cho mày biết phải làm gì.
Siêu cảnh sát đúng là siêu cảnh sát. Tôi không quên được anh. Nhất là mỗi khi chân đau, tôi thường nhớ đến anh. May mắn thay, anh không bị bắt. Vợ tao đâu? Vị đồ của tao đâu? Tao muốn nhìn thấy vợ của tao trước. Tao làm sao biết được đó có phải vợ tao không? Mày, mày được lựa chọn sao? Tao biết tao không được lựa chọn, nhưng nếu tao không cứu được vợ tao, cùng lắm thì tất cả cùng chết. Mày được lắm. Đem cô ta ra đây. Bà xã, đại ca, được lắm, kiểm tra đi. Sao rồi? Chỉ có như vậy. Trò chơi kết thúc. Tạm biệt anh Lâm. Lâm Quốc Chính, mày đáng chết. Chúng ta đi. FBI đây, cấm động đậy. Không sao chứ? Sao rồi? Cứu được vợ tôi không? Sao anh lại tuyệt vọng như vậy? Anh chết rồi làm sao gặp được vợ anh? Phí lời, cô ấy đang ở đâu? Hắn đằng kia. Chính Dyson, mày dẫn đại ca đi trước đi. Làm theo lời tao nói. Tôi phải giết đồ khốn này. Đi đi. Đi. Được.
Cẩn thận đi. Peter, không sao chứ? Peter, không sao chứ? Vợ anh vẫn luôn ở cùng FBI chúng tôi. Xin lỗi vì công việc. Bây giờ mới có thể nói cho anh biết. Không sao. Tôi rất nhớ vợ tôi. Peter, tên quệ, tao không tin mày. Lúc nào cũng gặp may. Khánh, nhanh lên. Không được rồi, đường phía trước bị chặn rồi. Cơ hội đến rồi, đi thôi. Tuân lệnh. Dyson, chết đi. Tôi ở đây. Anh ổn không? Còn vợ tôi, đừng lo lắng, cô ấy sẽ nhanh tới thôi. Đừng gấp, bình tĩnh nào, tôi sẽ trả lời tất cả. Ha!
Nhẫn của em sao lại? Tìm lại được ông xã, Nhẫn cũng tự nhiên xuất hiện. Anh ấy là cảnh sát trưởng của cảnh sát hoàng gia Hồng Kông Lâm Quốc Chính. Chúng tôi đã đặc biệt mời anh ấy. Tốt lắm. Không thể đoán được cú đấm này lại nặng như vậy. Thật may là không phải đánh tôi. Đi thôi. Về nhà nào. Chúng ta đi Canada. Đương nhiên là đi nghỉ mát. Sau đó chúng ta sẽ trở về Hồng Kông. Tuân lệnh. Đi thôi.